Mở đầu chương trình như thường khi sẽ là những thông tin được cập nhật trong chuyên mục Bạn Có Biết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Khai trí ngoài công lập. Trung tâm có nhiệm vụ phát hiện khuyến tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp, đồng thời thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyến tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp và tư vấn tâm lý sức khỏe, giáo dục hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp. Trụ sở của trung tâm sẽ được đặt tại số 129, 131, 133, đường số 511, ấp Bào Cạp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Tiếp theo sẽ là thông tin về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dự án trọng điểm của ngành y tế nhằm chuẩn bị khởi công xây dựng bệnh viện ung bướu cơ sở 2 tại quận 9, dự kiến là vào ngày 18 tháng 4 năm 2015. Ba mặt bằng gồm Trung tâm Xét nghiệm Y khoa thành phố, mặt bằng số 205 đường Lê Thánh Tôn, quận 1 của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố và Trung tâm Pháp y thành phố sẽ được tổ chức bán đấu giá để bổ sung vốn xây dựng các dự án mới tại khu y tế huyện Bình Chánh. Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế cần phối hợp với các bộ ngành trung ương hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 và Viện Chấn thương Chỉnh hình Bộ Quốc phòng trong năm 2015.